Xin chào tất cả cô chú anh chị trên cả nước nha. Thì sau lưng em đây là cái giống nhãn xuồng tím nha anh chị. Và bên kia là giống xuồng nhãn lông tím và một số nhãn khác nữa nha anh chị. Và đây là cái giống nhãn lông tím nha tất cả anh chị. Thì giống nhãn lông tím đặc điểm của nó là lá màu tím khá đẹp nha anh chị. Trái nó cũng tím màu lên rất là đẹp. Thì bây giờ em sẽ quay trực tiếp camera sau cho tất cả anh chị trên cả nước cùng tham quan cái vườn nhãn bên em nha. Thì vườn ươm cây nhãn bên em thì đầy đủ giống nhãn luôn anh chị. Nhãn xuồng tím, nhãn lông tím, nhãn phát tài, nhãn siêu trái, thanh nhãn, bạc liêu và những cái giống nhãn khác nữa nha anh chị. Thì anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ bên em. Thì giống nhãn em thứ nhất là chuẩn giống, thứ hai là cây đảm bảo đẹp cho tất cả anh chị và cứng khi đến tay anh chị. Thì trên màn ảnh của tất cả anh chị đang quan sát là giống nhãn lông tím nha anh chị. Cái trái của nó anh chị có trái trong bầu luôn nha anh chị. Anh chị nào cần có trái thì tới mùa, cây nuôi của em nó trái nhiều lắm anh chị ơi. Chị yên tâm cứ tới mùa mới có nha, thì giờ nó cũng chưa có là mùa nó ra đọt trọt thôi. Còn đây thì em đang quay là giống nhãn thanh nhãn nha anh chị. Rồi, nhãn lông tím nè, màu lên tím hơn tại vì quay vô camera làm như nó bị xuống cái tông màu anh chị, chứ ở ngoài anh chị nhìn thấy nó sẽ màu tím hơn nha. Rồi bên đây là giống nhãn xuồng tím, cái lá của nó hơi tím nhưng mà vì qua camera thì anh chị thấy nó không có được tím lắm. Thì này là camera em quay trực tiếp, em không có chỉnh sửa gì hết nên anh chị có thể nhìn thấy nè, có nhiều cái góc độ anh chị thấy nó hơi ngã màu tím á. Thì giống nhãn xuồng thì nó không có tím bằng cái giống nhãn lông tím nha anh chị. Mà nếu anh chị nào trồng chơi, trồng để đẹp trong nhà, sân vườn ở trong kiển thì anh chị có thể lựa chọn giống nhãn lông tím nha. Cái màu sắc lá nó rất là đẹp luôn, trái nó cũng màu rất là đẹp. Hai giống nhãn này thì đặc điểm là cái trái nó màu tím và nó rất là dễ trồng, nó ít bị sâu bệnh và không có cần anh chị phải xử lý trái gì hết, nó sẽ ra trái theo mùa vụ luôn nha.